Xin chào tất cả quý hàng đã quay trở lại với kênh YouTube Nhà đất Ba Hưng bán nhà Gò Vấp Tân Bình. Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ đến với một căn nhà phố được thiết kế theo phong cách cổ điển năm 2019 nhé. Và đây là khu vực mặt tiền. Mặt tiền của nhà mình được thiết kế theo kiểu Cityland rất là đẹp mắt luôn. Gồm hai cái mái làm mái trên nhỏ hơn mái dưới và mái dưới bao trùm toàn bộ không gian căn nhà. Và phía dưới chúng ta có hai cái cột này thẳng xuống đến lầu 1 luôn, được làm giả đá. Lan can là lan can được làm bằng sắt mạ đồng, có cửa nhôm Silva nha, và những ánh đèn lồng. Căn nhà phố này với diện tích là ngang 4m và độ dài là 16m, được xây dựng với kết cấu là 1 trệt 1 lửng 3 lầu. Nhà mình thì gồm có các công năng như là 2m sân để xe máy, 1 gara xe hơi, 1 phòng bếp, 1 phòng lửng, 4 phòng ngủ, 5 nhà vệ sinh, phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau. Với hướng chính là hướng chính nam nha, phù hợp với những cửa hàng nào thuộc hướng là đông tứ trạch. Và đây là khu vực con hẻm của nhà mình, một con hẻm nhựa 8m thông thuộc trục đường Phạm Văn Chiêu, phường 14, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Con hẻm này thì chúng ta có thể mua để mở văn phòng công ty hoặc là mua để đầu tư kinh doanh được. Một con hẻm rất rộng luôn, có vỉa hè 1m và lòng đường là 8m nha. Một con hẻm thông thuộc trục đường Phạm Văn Chiêu, phường 14, quận Gò Vấp nha. Và di chuyển vào không gian bên trong thì nhà mình có một khúc vỉa hè 1m này. Và đây là lớp cổng của nhà mình, một lớp cổng sắt được làm nguyên khối rất là chắc chắn và an ninh. Phía hai bên cột thì được làm giả đá nha. Bên trên của nhà mình thì có một lớp mái này. Tiếp vào đây là khoảng 2,5m sân để xe máy. Khoảng này thì chúng ta thoải mái để được chừng khoảng 5 đến 7 chiếc xe máy ở đây nha. Một căn nhà phố được thiết kế theo phong cách nhà phố cổ điển 2019 rất là đẹp mắt luôn. Và tiếp đến là khu vực cửa chính của nhà mình, một lớp cửa nhôm Silva loại 1. Và giá bán của căn nhà phố này đang được chào bán trên kênh YouTube Nhà đất Ba Hưng là 5 tỷ 800 triệu đồng. Còn thương lượng mạnh với những cửa hàng nào thiện chí nha. Một giá bán vô cùng rẻ và phù hợp với chúng ta luôn. Giá rất là mềm mại so với giá thị trường, rẻ hơn khoảng chừng 1 tỷ nha quý hàng ơi. Đây là khu vực gala xe hơi này. Khu vực này thì gia chủ làm sàn gạch 80 màu trắng và có đổ bê tông kèm đan sáp dưới sàn luôn. Chúng ta thoải mái để xe hơi, để được xe hơi 7 chỗ luôn nha. Khoảng này dài 8m, rất là vừa vặn cho chúng ta để xe hơi. Tường thì được dán gạch giá gỗ khoảng lên cao khoảng 1m và được sơn nước sơn màu trắng này, màu trắng sữa rất là đẹp mắt luôn. Phía trên trần thì chúng ta được gia chủ làm thạch cao, cũng có một chiếc đèn chùm. Một căn nhà phố được thiết kế và làm cực kỳ là chắc chắn luôn. Móng của nhà này thì được ép cọc sâu 10m nha. Và các cây cột thì được làm sắt phi 18, gồm có 8 cây một cây cột. Và chúng ta cùng theo chân Hưng bước sâu vào bên trong này. Đây là khu vực cầu thang. Cầu thang của nhà mình thì tay vịn là gỗ sồi, cũng như là hai chiếc trụ gỗ sồi đặc này. Có kính cường lực 10 ly, vẫn là đá hoa cương màu đen, và cũng được dán sên tường. Căn nhà chúng ta được thiết kế theo phong cách cổ điển nha. Một phong cách nhà phố rất là chuộng vào năm 2018 cũng như năm 2019 nha. Phía dưới này thì chúng ta có một cái tủ rượu này. Cái tủ rượu này thì được làm bằng gỗ sồi luôn. Toàn bộ nội thất là gỗ sồi. Và cửa ra ban công là cửa nhôm. Đây là phòng bếp. Phòng bếp cực kỳ rộng rãi luôn. Có tủ bếp này. Và trên trần được làm thạch cao và đầu tư những ánh đèn LED màu xanh dương, cũng như là 3 chiếc đèn lồng. Đây là khu vực tủ bếp nha. Tủ bếp của nhà mình là gỗ sồi luôn. Gỗ sồi với đường vân rất là đẹp mắt và bền. Chúng ta sở hữu căn nhà phố này với một giá vô cùng là mềm mại luôn, chỉ có 5 tỷ 800 triệu đồng và còn thương lượng nha quý hàng ơi. Còn thương lượng, một diện tích là ngang 4 và độ dài là 16m. Được đúc kiên cố là 1 trệt 1 lửng 3 lầu.
đầy đủ đồ chơi cho chúng ta luôn. Khu vực tủ bếp thì được làm như các nhà phố khác, vẫn là kính cường lực dán tường, đá hoa cương ốp dưới, có đầy đủ thiết bị nhà bếp luôn. Và đây là khu vực giếng trời của nhà mình, được ốp gạch lên cao hết tường, rất là sạch sẽ luôn. Có bồn rửa tay, gương soi và một nhà vệ sinh riêng ở tầng trệt nha. Và nhà vệ sinh thì cực kỳ rộng rãi và thoải mái cho chúng ta luôn. Phòng này thì chúng ta tắm ở đây vẫn được, nhà vệ sinh rất là rộng mà. Đây là giếng trời này, giếng trời cực kỳ rộng rãi và thoải mái luôn nha, khoảng chừng 2m2 và thấu lên sân thượng luôn. Hưng sẽ quay ngược lại cho tất cả mọi người xem nha. Một căn nhà phố được thiết kế vô cùng đẹp mắt tại trục đường Phạm Văn Chiêu, phường 14. Một vị trí vô cùng đắc địa để chúng ta mua để mở văn phòng công ty nha. Chúng ta mở văn phòng công ty hoặc là mua đi bán lại, rất là tuyệt vời. Một con hẻm thông 8m, có vỉa hè hai bên, mỗi bên 1m nha. Và chúng ta có thể đậu xe hơi 7 chỗ trước cửa nhà mình được luôn. Vì con hẻm nhà mình rất là rộng, chúng ta để được một xe hơi và có một xe hơi tránh qua vẫn được. Được làm cực kỳ chắc chắn và đẹp mắt luôn. Đây là khu vực phòng lớn của nhà mình, được làm giá một khung gỗ này, sàn 60, sàn gạch 60 và có tủ rượu. Tường được dán dán tường rất là trang nhã và đẹp mắt luôn. Trần là trần thạch cao, đèn chùm. Đây có làm một chiếc lan can ngăn khoảng giếng trời. Nếu nhà nào có trẻ nhỏ thì chúng ta ngăn lại rất là an ninh rồi. Và cứ Hưng tiến lên khu vực lầu 1, phòng ngủ số 1 và số 2 nha. Theo Hưng thì căn nhà phố này giá rất là rẻ luôn. Rẻ hơn giá thị trường là 1 tỷ đồng. Thì khoảng giữa này chúng ta được gia chủ bố trí một bức tranh dán tường này. Bức tranh Vịnh Hạ Long. Đây là phòng ngủ số 1 của nhà mình, có một nhà vệ sinh riêng này. Và sàn là sàn 60, gạch 60 màu trắng. Tường thì được làm những đường chỉ, đường kẻ chỉ nhá. Nhà phố cổ điển thì thường được các chủ đầu tư kẻ chỉ rất là nhiều. Và làm kiểu mặt tiền vô cùng đồ sộ và đẹp mắt luôn. Có ban công 1m rưỡi, rất là rộng rãi nha. Vì con hẻm nhà mình là con hẻm 8m nên được chỗ ban công rất là rộng luôn, 1m rưỡi. Cột giả đá nha. Có cửa nhôm Sinva loại 1. Và nhà này thì đã được đi sẵn đường ống máy lạnh rồi. Chúng ta mua thì chỉ việc liên hệ đến điện máy xanh, thì nhân viên điện máy xanh sẽ lắp đặt cho chúng ta mình chiếc máy lạnh thôi, khoảng tầm 5 đến 7 triệu một chiếc, tùy theo loại tốt hoặc là loại vừa phải trung bình. Đây là khu vực nhà vệ sinh phòng ngủ số 1, thì đầy đủ thiết bị nhà vệ sinh nha. Bồn rửa tay này, bồn cầu, gương soi, vòi tắm hoa sen, cũng như là vách ngăn này. Cửa là cửa nhựa Oro Window. Thiết bị nhà vệ sinh là hãng Villa Serra nha, hãng Villa Serra. Và chúng ta cùng qua thăm phòng ngủ số 2. Cửa gỗ sồi, sàn gạch 60 giống như phòng ngủ số 1, cũng được kẻ những đường kẻ chỉ tường. Có một chiếc đèn ngủ nha. Trần là trần thạch cao. Có cửa ra giếng trời này. Và chúng ta có một nhà vệ sinh riêng. Nhà vệ sinh thì cũng giống với nhà vệ sinh ở phòng ngủ số 1 nha. Vâng, cùng Hương tiến lên khu vực lầu 2. Lầu 2 thì cũng giống như với lầu 1. Chúng ta sẽ tham quan lướt qua thôi. Mọi người xem video hãy nhớ đăng ký kênh giúp Bá Hưng nha. Một ngày thì Bá Hưng sẽ liên tục cập nhật từ 1 đến 2 video giúp tất cả mọi người tìm được những căn nhà phố hợp lý nhất và hài lòng nhất, cũng như là với sự tin tưởng của quý hàng nhất nha. Nhà đất Bá Hưng với phương châm làm việc tận tâm,
tận lực, tận tình giúp tất cả mọi người chúng ta tìm được những căn nhà phố với sự hài lòng nhất và với pháp lý rõ ràng cũng như là với giá cả hợp lý nhất. Thì mọi người xem video hãy nhớ đăng ký kênh, và anh chị nào đăng ký kênh rồi thì hãy nhấn vào biểu tượng chuông ở góc bên tay phải chữ đã đăng ký nhá. Hãy nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo về điện thoại mỗi khi Nhà Đất Bá Hưng cập nhật video mới, để chúng ta tiện xem và tìm được những căn nhà phố nào hợp lý cho từng quý hàng nhé. Và cùng tiến sang khu vực phòng ngủ số 4 này, rất là cao cấp và đẹp mắt luôn. Có một nhà vệ sinh riêng nhé. Đây, cửa là cửa nhựa lõi thép loại 1, nhựa Oro Window. Nhà vệ sinh làm cực kỳ đẹp mắt luôn. Khoảng này thì được gia chủ bố trí một khu vực tủ âm tường. Và cùng tiến lên khu vực cao nhất của căn nhà nha, phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau. Đây là khu vực phòng thờ của nhà mình, rất là rộng rãi luôn. Chúng ta thoải mái thờ ông bà tổ tiên ở đây, hoặc là thờ đạo Thiên Chúa. Bên trên cũng được làm thạch cao này, và làm cực kỳ trang nhã nha. Có cửa, và cửa chính ra khu vực sân thượng phía trước. Đây là sân thượng phía trước này, chúng ta trồng rau hoặc là phơi đồ gì đó. Này được làm cột giá, có một khoảng mái nho nhỏ, rất là thoáng và mát luôn. Một căn nhà phố cao nhất khu phố này và đẹp nhất khu phố này rồi. Sở hữu căn nhà phố này là chúng ta có thể là VIP nhất khu này luôn, đẳng cấp nhất khu phố này. Và một con hẻm nhựa 8m thông thuộc trục đường Phạm Văn Chiêu, một con hẻm cách trục đường Phạm Văn Chiêu khoảng chừng 50m đi bộ thôi. Chúng ta di chuyển ra sân bay Tân Sơn Nhất khoảng chừng 10 phút. Chúng ta đến các trung tâm mua sắm thì là ngay trục đường Phạm Văn Chiêu có đầy đủ luôn, như là siêu thị, trường học, bệnh viện, các quán ăn, các lĩnh vực dịch vụ khác rất là đầy đủ. Phía trên trần phía trên này là khoảng giếng trời ở giữa lấy ánh sáng này. Và video của Bá Hưng đến đây là kết thúc rồi. Mọi người xem video hãy nhớ đăng ký kênh nha. Và anh chị nào có thắc mắc gì về video nhà phố này thì hãy nhận xét xuống dưới video nha. Và bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn các video tiếp theo. Xin chào.